Chào mừng mọi người đến với Không Cay Không Về. Em dừng đi suy nghĩ đấy lại. Dừng suy nghĩ đó lại. Em có chuẩn bị một vài biện pháp. Và mình cũng rất gần bệnh viện Việt Đức. Mình cũng rất gần bệnh viện Việt Đức. Ngay đây. Để trong trường hợp xấu nhất. Chúng ta không nói hay được, em có một phương châm không nói hay được. Trong trường hợp xấu nhất là ngay đây rồi, mọi người hết mình đi. Cảm ơn Mastercard đã đồng hành cùng Không Cay Không Về với giải pháp thanh toán dễ dàng giúp tạo ra vô vàn những khoảnh khắc đặc biệt và vô giá. Ngoài ra, chương trình còn được tài trợ bởi các thương hiệu Good Food, Aquafana, Camerio. Tập hôm nay khá là đặc biệt tại vì mình và chị Thúy Minh cùng về Hà Nội đến nhà hàng Ngoạn để chúng ta có thể được gặp Head Chef Anh Tú. Tủ ra rồi mình giới thiệu em. Em có quà chị Thúy. Em có quà cho chị này. Thank you. Chào mọi người. Đúng, như mọi người cũng biết là Không Cay Không Về thì trong những cái season trước thì mình phỏng vấn các cái nghệ sĩ đảm nhạc. Season đặc biệt thứ 3 này. Và đây cũng là những cái tập rất là đặc biệt. Như mình giới thiệu là mình ra Hà Nội, mình gặp những đầu bếp ở Hà Nội. Và người đầu tiên khai trương chương trình là Tú. Sau cái màn xuất hiện vừa rồi là em chương trình nào cũng xuất hiện như thế không? Đây chương trình đầu tiên đấy. À ok. Chắc chắn là câu đầu tiên là sẽ hỏi về cái món ăn mà được Tú chuẩn bị chiêu đãi hai bạn mình là món gì? Luật chơi của cái chương trình này là mình sẽ ăn cay với nhau và nói chuyện. Và luật chơi của cái season mà có đầu bếp là đầu bếp sẽ nấu một cái món ăn mà họ tự chọn. Với yêu cầu là món phải ăn được với độ cay. Nhưng mà mình sẽ thử cái hương vị nguyên bản của đầu bếp trước để tôn trọng cái tài năng của họ. Họ không có thể đổ cho là bởi vì chúng tôi cho cay vào xong đấy là cái món ăn nó không còn ngon nữa, đúng không? Hôm nay thì Tú mang đến món ăn gì để Không Cay Không Về? Đến với Không Cay Không Về hôm nay thì em có chuẩn bị món ốc heo và bột chiên. Wow. Thì ốc heo này được ăn kèm với cả một cái loại sauce là mayo Tứ Xuyên, sẽ có cái vị cay tê nhẹ nhẹ để chào mừng chúng ta đến với hành trình ăn cay hôm nay. Thì ốc heo ở trên có một chút nếp cẩm, một chút phật thủ vào bên trên. Tại vì lúc trước khi đến đây thì chị Thúy Minh có nói là hôm nay phải hỏi khác mọi hôm đi một tí, hỏi là ba cái nguyên liệu không thể thiếu của món này. Thì hôm nay nghe đến món này là biết là chắc chắn là sẽ không thể thiếu ốc heo rồi, đúng không? Đầu tiên. May quá, may quá, nhận ra điều đấy luôn đấy. Nguyên liệu đầu tiên là ốc heo. Nguyên liệu thứ hai chắc chắn là muối. Muối. Tại sao lại là muối? Để cho món ăn đậm đà hơn. Nhưng không, tức là không thể thiếu, không thể, không thể thiếu được. Này em cũng rất cần cái điều đấy. Thôi bây giờ như này đi, em thay vì cái việc là mình nói là ba cái món không thể thiếu được, ba cái nguyên liệu không thể thiếu được của món này, em có thể nhìn Huy và nói là ba cái nguyên liệu không thể thiếu được. Vậy mình có ốc này, có muối này, còn gì nữa em? Nếp cẩm. Nếp cẩm là để xay. Nếp cẩm đối với em như kiểu trứng cá tầm của người Việt Nam. Bên nước ngoài thì trứng cá tầm là một món rất là đắt của họ. Đối với em người Việt Nam mình, hạt gạo là cực kỳ giá nhất. Nếp cẩm có cái texture như trứng cá tầm và nó sẽ tạo ra một cái độ fun, độ mới lạ cho món ăn. Rồi, thế bây giờ nếu mà ba nguyên liệu không thể thiếu được của em trong cái hành trình trở thành đầu bếp. Ba nguyên liệu không thể thiếu được của em trong hành trình trở thành đầu bếp, đấy là đam mê. Nhưng mà làm thế nào để em biết là em đang ở một trạng thái đam mê? Tại vì nó có rất là nhiều cấp bậc đúng không? Em nghĩ em đang ở giai đoạn gần cuối của đam mê, đấy là sáng ngủ dậy là em nghĩ đến ngay là đến nhà hàng, là nấu ăn. Cả ngày thì là nấu ăn ở nhà hàng, lần này việc nọ, cuối ngày về nhà lại là nấu ăn, lại là xem về nấu ăn, nấu nướng. Và nó cứ lặp lại như thế trong khoảng một thời gian gần đây. Yêu quá nhiều. Nhưng mà em có một cái em được nghe nói về đam mê, tức là đam mê có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng yêu nó, nhưng mà mình có thể có những lúc mình thậm chí là mình kiểu bị áp lực, nhưng mà mình không bỏ nó thì đấy mới là đam mê.
Có lúc nào mà cái đam mê đấy của em bị thử thách không? Có, đam mê của em có rất nhiều ngày mà em thực sự không muốn nghĩ về nấu nướng, chỉ gọi là relax một tí, nhưng mà nó cứ ở trong đầu mình. Thế là phải bằng cách này cách nọ đi chơi tá lả với mọi người, là chơi cái gì đấy để kiểu mình quên đi, là mình để não mình nghĩ một cái khác. Chỉ nếu như em ngồi im một chỗ như thế này là em đã bắt đầu nghĩ về những cái liên quan đến nấu nướng. Nguyên liệu số 1, đam mê. Nguyên liệu số 2, em nghĩ là những người đi cùng em, những người từ những ngày đầu tiên đến những ngày đến bây giờ vẫn đang ở cạnh em. Vì là đam mê, ok, có thể chỉ là cái xương da thịt của em, mà để có cái bộ quần áo ngày hôm nay thì em nghĩ là những người đi cùng đã cho em một cái vẻ ngoài bóng bẩy. Khi em nói đến những người đi cùng thì đấy là ai? Những gương mặt nào xuất hiện lên? Gia đình, bạn bè, người yêu và tất cả các bạn trong tim mọi. Và cuối cùng em nghĩ là nó không phải là một yếu tố, nhưng mà cái việc nước đến chân mới nhảy. Em luôn giữ cái đấy cho bản thân, nghĩa là em luôn thích những cái sản phẩm, những cái ý tưởng nó ra vào những cái lúc chót, hạn chót, phút chót. Cheers. Cheers ạ. Soi cả nhà nhá. Thế nhà hàng tên là Ngoạm, bây giờ mình sẽ ngoạm kiểu gì? Em nghĩ là mọi thứ mình làm một ít thôi. Ốc nó kiểu ngậy. Nó rất là rõ, nhưng mà cảm giác nó cũng rất là lạ. Tại vì em chưa bao giờ ăn ốc heo mà có bọc bột, đúng không? Đây còn là... đúng rồi, và em tẩm bột với cả bột mì, với một ít trứng. Và cái background mà em sấy từ những cái ban xấu trong ngày, đem sấy khô trộn lên để tẩm bột chiên món này. Thường mình sẽ ăn ốc như kiểu là một dạng kiểu hàng mì tim, ốc trần, hành. Hay ăn với nước hơn, bằng nước ăn khô, nhưng mà cảm giác rất là ngon, cảm giác rất là lạ. Rồi thế Tú nấu món này, cái cách nấu có cái gì đặc biệt? Bây giờ phải nấu là nói ra mà người ta biết, người ta về người ta nấu. Nói ra để mọi người có thể về nấu ấy. Khá là đơn giản, mọi người hoàn toàn có thể chuẩn bị món này ở nhà. Mua về này, mình sẽ rửa qua phần ốc này. Mình sẽ gắp bớt vài cái sợi mạch máu to. Thỉnh thoảng người ta bổ cái ốc ra và vụn xương dính vào. Tức là xương đầu. Nên gắp cái đấy ra. Rồi đó ốc mình có thể để trong tủ lạnh vài phút rồi nó rắn lại. Tầm với bột mì, xong với trứng, xong đến vụn bánh mì. Chiên chắc khoảng 2-3 phút là chín. Phần sauce thì sẽ có lẽ hơi cầu kỳ hơn một chút. Đó là base mayonnaise. Xong bọn em nghiền một chút tỏi vào trong đấy. Một chút dầu từ xuyên, một chút dầu hành mà em làm từ những cái phần, ví dụ như kiểu hôm nay em cắt hành cho mọi người, những cái phần đẹp của cây hành, những cái phần xấu thì em giữ lại và em xay ra làm cái dầu để cho vào sauce. Sau này cũng có một chút dầu tôm, bọn em làm từ vỏ tôm, đầu tôm, những cái phần mà em nghĩ là bỏ đi. Em rang nó lên, cũng nấu nó thật lâu trong dầu với các gia vị, nó thành một cái dầu tôm để trộn vào trong sauce. Phong cách ngon của bọn em là zero waste. Em hướng đến việc là không bỏ phí nguyên vật liệu. Nhưng cái zero waste, cái việc mà mình tận dụng kể cả những thứ mà thực ra chị nghĩ đấy là một cách rất là Việt Nam, đúng không? Bởi vì ông bà mình hồi xưa gần như là không bỏ đi cái gì. Nhưng mà với Tú, cái thế hệ đầu bếp mới như này, tại sao cái việc zero waste nó lại quan trọng? Em nghĩ là đặc biệt càng trẻ như bọn em, những người thế hệ sau thì càng phải nhìn nhận cái vấn đề này nó một cách nghiêm túc hơn một chút. Em tin là ai rồi cũng sẽ có thể nấu ăn ngon, học được các technique qua thời gian. Nhưng em nghĩ quan trọng là ai cũng nên có một cái ý thức trân trọng những gì mình đang có, bảo tồn, bảo vệ những cái nguyên vật liệu, những cái đồ ăn mình có sẵn. Vì cái số lượng mà hiện tại mà mình đang, nghĩa là food waste, cái chất thải đồ ăn của các nhà hàng, các gia đình đang quá nhiều. Nên cái vấn đề đấy hoàn toàn có thể thay đổi. Và em mong là những cái bạn bếp ở ngoài, như kiểu nó sẽ như kiểu một cái rễ cây, em sẽ lan tỏa cái philosophy cho các bạn. Xong dần dần các bạn sẽ mọc lên các cành, các bạn về nói với gia đình, nói với bạn bè. Mong rằng càng ngày càng nhiều nhà hàng, càng nhiều đầu bếp trẻ
nấu theo phong cách này. Còn nếu mà đồ ăn kiểu ngon như này thì em cũng không lo về zero waste lắm, tại vì nó sẽ hết sạch cái gì. Ok. Một tay ba nuôi mình lớn lên ở đất Sài Gòn này, dù vất vả cách mấy, ba vẫn luôn tìm ra cách để tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Mình nhớ nhất là những lần hái rau ngò ôm rồi nấu canh chua cá lóc. Đó là sợi dây kết nối giữa ba con mình. Cũng được vài năm rồi mình chưa có dịp về thăm nhà, nên lần trở về này sẽ thật đặc biệt. Gái. Ba. Thế vừa rồi là cái ví dụ mình cách, đấy là cái việc mình làm ra cái món ăn nói chung của Tú và đặc biệt là cái món này. Thế còn cái cách mà Tú được nấu nướng để trở thành đầu bếp thì nó đã trải qua như thế nào? Em nghĩ là món ăn này một phần ở đây nó cũng nói lên cái quá trình của em trở thành người đầu bếp. Em phải trải qua một chút đắng cay, sauce mayo, em mới đến được phần ngọt bùi, và phần ốc ở bên trong. Thế là em tin ai cũng như vậy trong đa số mọi ngành nghề. Mình phải trải qua rất nhiều rèn luyện, khổ sở thì mình mới được một ngày mời đến chương trình. Nhưng mà cái câu chuyện của Tú lúc đó là Tú đang đi học ngành khác hẳn này, đúng không? Vâng. Làm thế nào mà Tú một ngày lại rẽ nhánh sang chuyện trở thành đầu bếp? Bản thân Tú là người có từng thích là mình sẽ trở thành đầu bếp khi còn nhỏ không? Có. Em từng nói với mẹ hồi bé là ước mơ của con là trở thành đầu bếp trong nhà, trong khách sạn 5 sao. Tại sao? Tôi rất bé. Trước em hay được bố mẹ cho đi ăn buffet ở khách sạn. Thì cái điều em thích nhất luôn là đứng ở mấy cái quầy, ở quầy cắt thịt hay quầy pasta. Đứng kiểu chăm chú nhìn các chú ấy làm cái món ăn. Em cảm thấy rất thích. Và hồi bé em cũng rất thích ăn. Bây giờ vẫn vậy. Không, thì mình còn được biết một cái câu chuyện là từ khi nhỏ có thể làm em bé hiếu động nhưng mà chỉ im lặng nhất khi mà ngồi ăn, đúng không? Chính xác. Đồ ăn sẽ làm em im lặng. Thế xong rồi làm thế nào? Em đi học, em sang Na Uy và em sang Na Uy, em học quản trị kinh doanh. Xong rồi cũng bắt đầu từ cái việc là em là một rất thích ăn uống. Nhưng cái chi phí hàng ngày ở bên Na Uy là quá cao. Là mọi thứ rất là đắt đỏ. Cái thứ rẻ nhất có thể mua được là củ khoai tây chẳng hạn. Thì đấy em phải nghĩ là không thể làm củ khoai tây luộc hàng ngày được. Mình phải nghĩ là nhiều món củ khoai tây. Thế từ củ khoai tây luộc, củ khoai chiên, củ khoai tây bỏ lò, củ khoai tây nghiền. Thế là bắt đầu tìm hiểu hơn về nấu ăn. Trong quá trình đấy em vô tình lại yêu nấu ăn trở lại. Sau đấy em đến một nhà hàng và apply công việc tạp vụ for free. Để có thể như kiểu một phần cảm nhận được cái vibe ở trong bếp. Xong rồi dần dần nó càng ngày càng khiến em đam mê hơn cái nghề nghiền này. Và hôm qua thì mọi người ạ, đây là một trong những người kiểu có một sự chuẩn bị xuyên đêm bằng mọi cách giết chết hai người dẫn chương trình ở đây. Mong là vậy. Thành ra mình sẽ, bây giờ mình sẽ đến với cái phần là mình sẽ cho cái sốt cay của mình vào. Thì Tú thích là chương trình sẽ, chị sẽ lấy sốt của chị cho vào trước hay là sốt của em trước hay như thế nào nào? Em nghĩ là lấy sốt của chương trình trước đấy ạ. Tú chuẩn bị có nhiều loại sốt và có mấy loại sốt cay. Tất nhiên mình nói gì đấy, tại vì sau đấy mình sẽ thấy biến mất cái chỗ này. Ăn thì ăn xong rồi đúng không? Em có chuẩn bị một loại sauce, em nghĩ là nó cay. Bản thân em là một người rất hay ăn cay. Và hôm qua nó là cái sauce đầu tiên mà khiến em phải động uống sữa trong đời. Trước đây em uống sữa vì đồ ăn cay, nhưng hôm qua em phải gọi ăn cơm sữa. Nên em nghĩ là mình bắt đầu một sauce của chương trình trước rồi mình sẽ... Em dừng suy nghĩ đấy lại. Dừng suy nghĩ lại. Em có chuẩn bị một vài biện pháp. Và mình cũng rất gần bệnh viện Việt Đức. Mình cũng rất gần bệnh viện Việt Đức. Ngay đây. Để cho trường hợp, cho trường hợp xấu nhất. Chúng ta không nói hay được, em có một phương châm không nói hay được. Cho trường hợp xấu nhất. Là ngay đây rồi, mọi người hết mình đi. Cho em được phép giờ sốt đúng không? Thế à? Vâng. Tức là em giết từ đoạn đầu luôn đúng không? Thì là em sẽ giờ sốt cho từng người một. Hả? Hả? Chị thấy chị cũng thích điều này đấy. Nó bị tắc rồi. Em mở ra nhá. Mà mở ra này là đôi khi nó hay bị ốc ra mình nguyện. Đây em lấy cái gì đấy đi. Ui.
Nhà đây. Uầy, mình là không cay không về mà. 1, 2, 3. Cái sốt thứ hai mà ăn như thế là uầy. Thôi nào. Cảm ơn mọi người hôm nay đến với chương trình. Từ giờ hôm nay trở đi em là host. Cái này chắc chắn là chết nhá. Cái này thật á? Ừ. Cái này là level 1 mà đúng không? Nhưng mà nó chắc chắn là sẽ chết. Thấy không? Ok, 1, 2, 3 nhé. Chắc chắn lại 3. Chị cũng chết nữa luôn, không phải mỗi em. 2, 3. Ngồi thấy nó hợp. Sốt cay không? Cái này trong khoảng 10 giây đầu tiên thì mình chưa cảm nhận được ngay nhưng mà sẵn sàng. Tên người nghĩ ra các cấp độ cay. Cái rượu. Tên người nghĩ ra các cấp độ cay. Scoville. Tên đầy đủ là Wilbur Scoville. Câu hỏi em nhé. Hai người cay cổ đâu ấy, cái cổ đâu rồi, cổ đâu. Đứa nào nghĩ ra mì ăn liền. Đứa nào nghĩ ra mì ăn liền nhỉ? Nhật Bản. Chính xác. Sao không cay lắm nhá? Chị chẳng bị hơi quá đà. Chị hơi kiểu drama queen. Không, nhưng nếu mà cái ớt thứ hai mà mình cũng với liều lượng như thế thì em nghĩ là phải rất là dã man đấy. Liên tiếp nhá. Hay hỏi tiếp. Hỏi tiếp một câu được nha. Liên tiếp thì hỏi đúng một lại. Lên mới ra mọi người chỉ mang một ngày thôi. Đúng rồi. Anh nghĩ mọi người nên gọi cứu viện đấy. Không, chị sẽ thử cái sốt mà em chuẩn bị. Nếu nó đủ cay thì từ bây giờ chị sẽ dùng cái sốt đấy và chị luôn giới thiệu tên em. Tú Scoville. Đây là cái thứ hai rồi đúng không? Đây cái thứ hai rồi, xong rồi cái cuối cùng. Oh, là Tú tự tin là cái của Tú wow, là cay nhất. Wow. Lên nhá. Đây là lần đầu tiên em chỉ bậy xem không có em về. Thôi đâu, chỉ bậy thôi gì, cái này ăn canh. Ôi. Ngất ta đây không nào? Có cái hơn. Cay quá. Khẩn cấp 1. Khẩn cấp 1, khẩn cấp. Anh ơi. Ý tưởng của em đấy. Chị cần. Đỡ không anh? Em không mệt à? Em hơi tắc môi. Có cay. Bớt có thể đốt cháy những thứ gì sau đây? Răng, lưỡi, găng tay. Găng tay. Sao lại hỏi em? Em đâu biết được lưỡi đâu. Em có đâu biết không trả lời đâu. Lưỡi. Với trải nghiệm hiện tại là lưỡi. Có một loại ớt khi người ta thu hoạch thì cái găng tay của cái người thu hoạch nó bị cháy. Thế em lại đúng. 3 trên 3. Câu hỏi nào? Chị hỏi đi. Cay quá. Hỏi gì á? Sợ. Hả? Của em có cay hơn thế này không? Em nghĩ sau cái này thì cái nào cũng cay. Em có vẻ người suy nghĩ rất nhiều về việc là cái món ăn của mình đưa ra thì trông nó như nào không? Có. Đối với em thì em không thích sự hoàn hảo. Không thích sự hoàn hảo? Không thích sự hoàn hảo. Tại sao? Bởi vì em không hoàn hảo được hoàn hảo. Nhưng mà em ở ngoài bên cũng rất đề cao về tính cá nhân. Các bạn đến đây không phải
để trở thành em. Bạn đến đây để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Và cái đĩa đồ ăn cũng vậy, nó không được bày ra để thành để giống đĩa đằng trước, mà nó bày ra để là nó cái bề ngoài riêng của nó. Nhưng mà chị nghĩ là em có bị người Hà Nội, em có sợ là tại vì trên cái tệp mà khách hàng mà trẻ một chút thì chị nghĩ là cái không gian này hay là cái kiểu đồ ăn này sẽ rất là hợp. Nhưng mà ví dụ với những người khó tính hơn, họ nghĩ là đồ ăn một cái nhà hàng ở Hà Nội thì nó phải ABCD. Em có bao giờ bị gặp một cái thành kiến không? Hay là em không quan tâm? Em có quan tâm. Em không để tâm, em có quan tâm. Những cái feedback, những cái lời nhận xét của các khách hàng, đặc biệt là từ những cái khách hàng độ tuổi lớn hơn, đồ bọn em cái đấy cũng khá là quan trọng. Nghĩa là bọn em có một feedback của một bạn gửi lại cho bọn em, mà em nghĩ đến cái feedback tốt nhất mà bọn em có thể nghe. Đấy là hôm nay mình gọi burger về cho cả nhà ăn, và ông nội của mình rất thích ăn burger của các bạn. Em nghĩ đấy là cái feedback tuyệt vời nhất em từng được nghe. Giết bản thân mình không? Không. Cũng đáng. Hay là bây giờ chị giúp đỡ nhá. Không. Mình ăn cái số tiếp theo của tôi. Vừa rồi chị cay không? Chị có thấy cay không? Chị phát hiện một điều là thực ra ăn cay nhiều sốt cay không có nghĩa là nó bị cay hơn. Nó lừa mình. Tức là chị cảm giác sợ khi mà chị tiến vào, nhưng mà thực ra chị thấy cái độ cay nó y như vậy. Và mình thực ra mình sẽ cũng trải qua một cơn đau y như thế, nước mắt mình sẽ chảy ra. Không có nghĩa là nhiều sốt thì mình chảy nhiều nước mắt hơn hay là mình đau hơn. Hôm nay thì em lại không mồ hôi nhá. Em không mồ hôi và không... Em đang bật điều hòa 18 độ đấy. Không, nhưng mà ví dụ như kiểu anh không thấy mồ hôi trên trán. Nhưng lần trước anh ăn đúng cái sốt này ấy, là mồ hôi ra. Anh chưa xong thấy. Có thể là quen, có thể là kiểu mình ăn một anh vài lần chưa, đỡ hơn nhưng mà... Cũng... Chưa thấy, đưa chị vào. Quay cái này đi đã. Nào, công thức của cái này. Wow. Cái hương vị chính mà em muốn dùng đến đấy là nguồn cảm hứng từ một cái loại nước chấm chân gà nướng ở Thụy Khuê, là vị mắm, vị quất, vị đường. Đấy những cái chính. Còn những cái khiến nó cay thì có rất rất nhiều. Ớt tươi, ớt khô, ớt ngâm, có hết. Châu Á, châu Mỹ, châu Âu even. Và cảm hứng là... Cảm hứng thì là một cái loại nước chấm chân gà nướng Việt Nam. Nhưng mà bình thường ấy, em đã bao giờ ăn nó chung với món này chưa? Hôm nay lần đầu tiên này. Hôm nay lần đầu tiên. Nước đến chân mới nhỉ. Trước khi mình ăn mình ngày nhá. Vào luôn chứ. Trước khi mình ăn này chị hỏi một câu này. Nếu mà ngày mai em chết thì cái bữa ăn cuối cùng là gì? Ngày mai em chết, không cần nghĩ. Phở, phở bò. Lượt về Việt Nam năm 2018, em từng có lập một cái kỷ lục cho bản thân mà em đã vô tình phá mất kỷ lục đấy, vẫn chưa muốn dừng lại. Thì là 23 ngày đầu tiên em về Việt Nam. Ngày nào em quán phở. Chị chờ Vivi trả lời câu hỏi này để chị xem nó có tính vùng miền. Em thì em biết chắc chắn là nó sẽ là một món ăn Việt. Nhưng mà còn lại là chính xác là món gì thì em thích nhiều món lắm. Cái gì đầu tiên à? Trước là em đã từng trả lời một câu hỏi là món gì nhất, cuối cùng em phải chọn ra top 8. Có rất là nhiều món, ví dụ như anh rất thích phở. Top mơ. Rất thích phở bò. Cũng rất là thích phở gà. Đúng là phở mà. Phở trộn. Bún chả. Bún riêu cua. Thế thì chị có kết luận rồi. Đấy là có tính vùng miền. Vì chị nghĩ đến cái bánh cuốn Hải Phòng của chị. Nhưng mà em thích, rất thích ăn bún cá. Rồi bánh đa. Rồi kiểu tém lại để cho người ta kết luận. Thì ở đây có thủ rượu đúng không? Và cũng có một cái câu chuyện liên quan đến ông ngoại à? Ông ngoại em. Ông ngoại của cũng là một người mà... Em kể đi. Là người đưa em đi ăn bát phở đầu tiên. Và là người mà em cũng đưa ấy thì cũng mua cho ông. Một trong những bát phở gần cuối của ông. Ông là idol của em. Ông thích vẽ, ông biết tiếng Pháp, ông bay bổng, ông làm thơ tặng bà, ông thích cắm hoa. Thì ông ngoại em trước có đi lính và bị thực dân Pháp bắt vào nhà tù hỏa lò. Nhưng vì ông biết tiếng Pháp, ông nghe được họ giao ban lúc nào thì là ông
lợi dụng cái thời gian đấy cùng một vài đồng đội thoát ra được khỏi nhà tù Hỏa Lò. Ông bị nhốt trong nhà tù Hỏa Lò khoảng 7 tháng. Để ghi nhớ cái công lao của ông và các đồng đội, em mới làm một cái tu rượu với cái thiết kế giống như cái cổng chính của nhà tù Hỏa Lò. Và em làm một cái kệ sắt ở bên trong, kệ sắt đến nặng 100 cân, giống như song sắt luôn. Và em mong muốn là sẽ nhốt rượu vang của Pháp vào. Khách khứa đến đây sẽ uống hết rượu Pháp, trả thù cho ông ngoại em và đồng đội. Rồi, bây giờ mình sẽ... Chị hỏi hai câu rồi đấy. Thế à? Mình ăn thôi. Ừ, chị muốn kéo dài giây phút này ra. Có bị đau bụng không? Có hơi khó chịu bụng không? Có. Có. Dạ dạ. À, thế mọi người cũng bị hả? Em tưởng là mình em bị. Có. Ok. Thế cảm thấy kiểu rất là đầy, hơi dạ dày. Em nghĩ số này hợp với món nóng nhất. Mọi người có cảm giác cái phần mà mọi người chạm vào cái ớt đấy nó rát ngay lập tức như cái hàm trên của em. Nó có rất là nhiều mùi vị, đúng không? Theo như anh cảm nhận là khi mà ăn vào cùng với kiểu tiễn nó thêm rất là nhiều mùi, thấy rất là rõ luôn. Điều với em đấy là một cái mà mọi người em muốn thay đổi định kiến cho mọi người về việc ăn cay. Mọi người nhìn em ăn cay hay nhìn một số người ăn cay, các bạn là mày ăn cay đấy, mày cảm nhận được cái vị gì? Nhưng đôi khi những cái sốt cay cũng đem lại những cái vị khác cho món ăn. Có bao nhiêu loại ớt tất cả? Câu này dễ hơn này. Có bao nhiêu loại ớt ở Mexico? Ở Mexico 16.782 loại ớt. Em đoán giá rượu vàng. Em ước gì nó dễ như đoán giá rượu vàng. Mimi, bao nhiêu loại ớt đó? Ở Mexico, đến từ Mexico. 20. 140. Hôm nay em đoán. Thế là em gần hơn, anh gần hơn. Thế à? Em đoán là bao nhiêu? 16.000. 16.000 à? Anh nghĩ là em xa hơn rồi. 140 đúng không ạ? Heo sữa quay là món ăn của nước nào? Heo sữa quay. Thế là nó hơi tricky. Ý là món ăn quốc gia của nước nào? Món ăn quốc gia Philippines. Anh không nhìn câu hỏi nữa. Đó bụng quá. Xót bụng ấy. Kiểu dạ dày có vấn đề, đúng là Philippines. Món ăn mà em đã kiểu thất bại thảm hại là món ăn. Thất bại thảm hại là món mì xào. Tại sao? Cho bạn gái. Hôm đấy một buổi tối, bọn em muốn ăn đêm. Thế là em bảo là ăn mì xào không? Tại em xào mì, nhưng mà món đấy em không hiểu tại sao. Không hiểu lúc đấy tổ tiên em lích bảo như nào mà em cho quá nhiều gia vị, nó quá mặn. Thế là nghe em còn nói với em một câu mà nó stick với em cho hết cuộc đời này. Thế là anh làm đầu bếp, anh nấu món này món nọ, nên là đĩa mì xào không sao được. Em nghĩ em món thất bại thảm hại nhất của em. Làm cho em xấu hổ. Ngày hôm sau em xào lại đĩa mì. Nếu buổi sáng em tỉnh dậy vẫn đang nằm trên giường, em quay sang thấy trước mặt em là một con bò thì em làm gì? Mổ nó lọc thịt luôn trên giường luôn á? Trên giường cũng được. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và 5 năm lần thứ hai của em là gì? Kế hoạch 5 năm thứ nhất của em đang đi khá tốt so với kế hoạch. Mọi thứ đang đến khá là nhanh để mọi người đón nhận những sản phẩm của bọn em. Nó sẽ khiến cái kế hoạch 5 năm tiếp theo của em trở nên khó khăn hơn nhiều. Thì bây giờ mình đang cảm thấy là mọi thứ đang có vẻ đang vào cầu. Thì 5 năm tiếp theo mình phải set cái goal nó thậm chí to hơn, lớn hơn. Hay là mình sẽ muốn nó an toàn hơn. Cụ thể là gì? 5 năm tiếp theo. 5 năm đầu tiên mà mình có ngoạm ở trong đấy đúng không? Có ngoạm ở trong đấy. 5 năm tiếp theo sẽ vẫn có ngoạm trong đấy.
em muốn cái ngoạm này ở đây mãi mãi, có thể là hết đời này đến đời con cháu em hoặc con cháu người khác cũng được, nhưng miễn là cái ngoạm này nó phải ở đây mãi mãi. Như năm tiếp theo có lẽ em sẽ muốn thử sức mình với nhiều project hơn, mà có thể nó sẽ nghiêm túc hơn một chút, vì hiện em muốn nó như cái chặng đường lớn lên của em, tại đang ở độ tuổi nhỏ rồi mới lớn, muốn vui vẻ năng động thì đó là ngoạn. Nhưng vài năm tiếp theo khi mà Tùng hy vọng là chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn, nghiêm túc hơn thì sẽ có một sản phẩm khác đúng với Tú ở thời điểm đấy, chắc là lấy vợ nữa. Hy vọng món trong bữa cơm cưới có món mì xào. Đấy, và đấy là lý do mà chúng ta có Không Cay Không Về mùa thứ 3, gặp gỡ những người như Tú còn rất là trẻ, còn rất là nhiều, vẫn ở kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, vẫn xuất hiện kiểu hết sức drama. Và thì mình còn biết là cuối chương trình ấy thì là Tú còn chuẩn bị, đây là khẩn cấp 1 đúng không, khi cay quá, và biết là có khẩn cấp 2. Mặc dù là bây giờ chúng ta đã, cái cơn cay nó đã dội một chút rồi, nhưng mà cái khẩn cấp 2 này là một thứ cũng rất là xứng đáng để thử. Em cũng rất là Hà Nội. Rất là Hà Nội. Đúng. Rất là Hà Nội. Anh Thành đợi lâu rồi. Đấy là... Em quên rồi đấy. Chị biết tại em nhiều. Từ nãy giờ anh Thành không nói gì. Cho đến khi chúng ta đề cập về vấn đề này. Thế là quà quê, kem Tràng Tiền. Kem Tràng Tiền mà cũng được rebranding lại. Mình đang nói rất là nhiều về những cái gọi là di sản, thứ văn hóa cần được làm mới lại. Hôm nay mình ở trong một cái nhà hàng nó rất là Việt Nam, nó ngay giữa phố cổ, nó rất là mới, trong một đầu bếp có rất là nhiều câu chuyện, nhiều di sản ở trong gia đình, bắt đầu cái hành trình rất là mới của mình. Bây giờ mình sẽ ăn kem Tràng Tiền để kết thúc lại. Cảm ơn Tú đã đến với Không Cay Không Về. Xin được cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin được cảm ơn Mastercard và các nhà tài trợ Good Food, Aquapana, Superbox và La Cap đã đồng hành cùng với Không Cay Không Về.